Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Khai mạc hội chợ kích cầu du lịch lớn nhất trong năm tại Hà Nội. Tràn lan nông sản đội lốt Việt tại các chợ. 86 đơn vị được Bộ Y tế cấp phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19. Giáo dục thể chất trong các trường học chưa đạt hiệu quả. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội đã diễn ra họp báo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ 2. Đại hội năm nay có chủ đề Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước. Đại hội là ngày hội lớn mang tính chính trị, xã hội sâu sắc, kết nối lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giành được sự quan tâm sâu rộng của đồng bào các dân tộc trên mọi miền của đất nước, nhằm mục đích tạo được bầu không khí hồ hởi, phấn khởi trong cộng đồng các dân tộc, thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Gần 2.000 đại biểu sẽ tham dự đại hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 4 tháng 12 tới đây. Sau 3 lần hoãn vì dịch COVID-19, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2020 đã chính thức khai mạc sáng ngày 18 tháng 11 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Hơn 10.000 tour kích cầu và 100.000 vé máy bay giá rẻ được chào bán từ nay đến hết ngày 21 tháng 11 với kỳ vọng phục hồi du lịch nội địa cuối năm. Đây là hội chợ kích cầu du lịch nội địa lớn nhất kể từ đầu năm đến nay, với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp du lịch ở 47 tỉnh, thành phố. Dù chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19, các đơn vị vẫn tung ra hàng chục nghìn gói kích cầu hấp dẫn với số lượng vé máy bay và tour giảm giá. Trong đó có những gói giảm giá sâu từ 30 đến 40%, nhưng cũng có sản phẩm chủ yếu là nâng cấp về chất lượng dịch vụ. Hy vọng rằng với một cái kích cầu như vậy thì nó sẽ là thúc đẩy được cái lực của cái du khách nội địa mua và chuyển qua cái hình thức là thay vì cuối năm chúng ta hay dịp lễ Tết chúng ta thường đi du lịch nước ngoài, thì bây giờ lại với những cái gói kích cầu hấp dẫn như vậy, những sản phẩm đặc biệt như vậy thì cái lượng du khách nội địa của Hà Nội sẽ chuyển qua để đi trong nước. Sự tham gia của tất cả các cái doanh nghiệp của các địa phương mà tham gia cái lần này hết sức đông đảo, nó minh chứng cho một cái sự sẵn sàng của ngành du lịch trong cái việc tạo ra những sản phẩm mới và cung ứng những sản phẩm hấp dẫn đối với thị trường khách du lịch trong bối cảnh mới này. Hội chợ có sự tham gia quảng bá của văn phòng đại diện 6 quốc gia và vùng lãnh thổ là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Colombia, Peru. Bên cạnh mục tiêu tạo cơ hội cho các địa phương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy phát triển du lịch, tại hội chợ, ban tổ chức dành riêng một khu vực cho các đơn vị công nghệ giới thiệu các công nghệ hiện đại, cách ứng dụng vào hoạt động quản lý kinh doanh du lịch. Cũng tại đây, các công ty công nghệ sẽ đào tạo tập huấn miễn phí cho các doanh nghiệp du lịch về công nghệ số, đáp ứng xu hướng phát triển du lịch hiện nay. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể. Chương trình chủ động hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò liên kết hợp tác, tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể, đồng thời xây dựng 3.000 mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao. Nhiều chính sách ưu đãi như nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập thể, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm sẽ được tiến hành song song với chương trình. Nếu như trước đây, việc người dân hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn là một vài trường hợp hiếm gặp, thì nay việc hiến đất cũng như tháo dỡ những công trình sinh hoạt để làm đường đã trở thành phong trào rộng khắp và phát triển mạnh mẽ. Tại thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã trở thành một nét đẹp trong phong trào hiến đất, góp phần mang lại lợi ích chung cho cộng đồng dân cư. Anh Nguyễn Văn Ngưng ở thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu hiện đang là chủ của một doanh nghiệp nhỏ tại quê hương. Trước kia, đường trong thôn nhỏ hẹp khiến việc vận chuyển hàng hóa mang đi tiêu thụ rất khó khăn và thường gây ách tắc. Đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân xã có triển khai mở rộng tuyến đường trong thôn. Anh đã không ngần ngại hiến hơn 30 mét vùng đất ở, đồng thời ủng hộ thêm 270 mét cống tiêu thoát nước để làm đường giao thông. Trên tinh thần xây dựng quê hương tôi
rất là đồng lòng. Gia đình tôi cũng xin đóng góp những phần nhỏ để xây dựng nông thôn cùng với tất cả mọi người để cho nông thôn mình được phát triển, được văn minh và đẹp. Đường lối của Đảng và chính quyền vừa tiếp tục mở rộng đường tiếp để phát triển nông thôn, thì tôi tiếp tục là xin hiến đất và hiến tài sản tiếp theo. Xã Minh Châu hiện có trên 1.700 hộ dân sinh sống, trong đó riêng thôn Quảng Uyên chiếm hơn một nửa với hơn 1.000 hộ. Nhằm từng bước nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, cũng như hình thành khu dân cư kiểu mẫu, đầu năm 2019, xã đã đề ra chủ trương mở rộng và nâng cấp tuyến đường trong thôn Quảng Uyên, đồng thời vận động người dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường. Sau gần một năm triển khai thực hiện phong trào hiến đất làm đường, làm ngõ đã lan rộng hầu khắp trong thôn, đã có trên 80 hộ tự nguyện tham gia hiến đất với diện tích hơn 1.000 m2. Bên cạnh đó, đường giao thông trong thôn đều là từ nguồn xã hội hóa 100% với số tiền trên 3 tỷ đồng. Thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là cán bộ và nhân dân thôn Quảng Nguyên xuất phát từ đường giao thông nông thôn đi lại rất khó khăn, có đề nghị với Đảng ủy, Ủy ban xã Minh Châu thực hiện xã hội hóa, nâng cấp tuyến đường các hộ hai bên dọc đường của thôn đã hiến đất và tài sản trên đất, kinh phí thi công cho tuyến đường là hơn 3 tỷ đồng. Nhân dân phấn khởi, đồng tình ủng hộ. Đến nay đường trong thôn Quảng Uyên dài hơn 1.500 m, rộng hơn 5 m, giúp người dân đi lại thuận tiện, thông thoáng, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Có thể nói, bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa trong phong trào xây dựng nông thôn mới, chính quyền và người dân thôn Quảng Uyên đã góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, dần hình thành một nét đẹp trong phong trào hiến đất tại địa phương. Tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho ngành nuôi trồng thủy sản, trong đó áp dụng công nghệ cao và kỹ thuật tiên tiến để nuôi tôm, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân và doanh nghiệp. Với công nghệ BioSpec, nuôi tôm 3 giai đoạn đã giúp doanh nghiệp và các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất và cung cấp ra thị trường sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với công nghệ và quy trình này, tôm nuôi được cách ly với môi trường dịch bệnh, nuôi được với mật độ dày hơn, quản lý tốt được thức ăn và môi trường nuôi. Công ty của mình thì 2 năm trở lại đây thì đang áp dụng cái quy trình là nuôi tôm siêu công nghệ, nuôi với quy trình nuôi 3 cấp. So với cái quy trình cũ thì cái quy trình này nó nâng cao được cái năng suất, có thể đến hàng trăm đến 120 tấn trên 1 hectare một năm. Với đặc thù là có diện tích đất bãi triều ven biển tương đối lớn, nhiều ao đầm, những năm qua thị xã Quảng Yên đã tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả và bền vững. Đến nay đã quy hoạch được 6.500 hectare nuôi thủy sản, chủ yếu là nuôi tôm. Năm 2019, sản lượng tôm của thị xã đạt 2.500 tấn. Hiện tại đối với thị xã Quảng Yên vẫn cơ bản là khuyến khích đối với các cái cơ sở nuôi tôm giữ nguyên cái hiện trạng về hạ tầng nuôi trồng thủy sản và khuyến khích việc phát triển nuôi thâm canh và siêu thâm canh đối với những đối tượng nuôi chủ lực. Xác định nuôi tôm là một ngành hàng kinh tế quan trọng, tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng rộng rãi các mô hình nuôi tôm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nuôi trong nhà kính, nuôi công nghệ BioFlock, nuôi tôm 3 giai đoạn. Điển hình là những mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại Quảng Yên, Đầm Hà, Móng Cái cho năng suất nuôi trung bình mỗi vụ đạt từ 8 đến 10 tấn một hecta. Hướng dẫn người dân việc áp dụng các quy trình sản xuất tốt, làm sao cái sản phẩm nông sản sản xuất ra phải đủ điều kiện an toàn thực phẩm và khuyến khích áp dụng các cái hệ thống quản lý chất lượng, ví dụ như là hệ thống thực hành quản lý sản xuất tốt Việt Gáp, rồi các cái sản phẩm, các cái hệ thống tương tự để cho đảm bảo cái sản phẩm nông sản sản xuất ra đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không những là điều kiện xuất khẩu mà còn đáp ứng được tốt cái thị trường trong nước. Thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tập trung phát triển ngành thủy sản nói chung, trong đó đầu tư áp dụng công nghệ hiện đại, phát triển nhanh ngành nuôi tôm chất lượng cao, xây dựng thương hiệu tôm Quảng Ninh để mở rộng thị trường xuất khẩu. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu chủ sở hữu các website, ứng dụng thương mại điện tử rà soát ngay các sản phẩm kẹo mang tên Hammer đang bày bán trên mạng vì có chứa chất cấm dùng điều trị rối loạn cương dương. Để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số yêu cầu triển khai các biện pháp kỹ thuật, nhân sự kiểm duyệt nhằm ngăn chặn, loại bỏ và xử lý các sản phẩm kẹo Hammer, đồng thời có các biện pháp xử lý đối với các sản phẩm người bán trên các website và ứng dụng thương mại điện tử.
Từ lâu nay, nông sản Trung Quốc vẫn là một mặt hàng được tiêu thụ mạnh tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, ngoài những mặt hàng có nhãn mác xuất xứ rõ ràng thì không ít những sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc vẫn âm thầm xuất hiện bất chấp những nỗ lực kiểm soát của các cơ quan chức năng. Nguy hại hơn khi với mục đích lợi nhuận, người bán hàng thường gắn mác Việt cho những sản phẩm này. Và dĩ nhiên, những người chịu thiệt thòi nhất vẫn là người tiêu dùng. Những ngày qua, tại nhiều khu chợ hay một số các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện một loại táo được gọi là táo đá. Hình thức khá bắt mắt, giá thành rẻ, có khá nhiều người mua. Lý do là bởi người bán luôn khẳng định đó là táo trong nước. Táo đá ở Việt Nam đấy nhá, chứ còn con nhân nó không cho mua Trung Quốc đâu. Táo này là bị tâm. Táo ở đâu ấy cô? Tỉnh nào? Đặc sản tỉnh nào đấy? Việt sản đâu á? Vừa có lên Sao Đao trồng đầy vạt ngàn táo này. Kìa. Còn nhiều người tiêu dùng, mặc dù thiếu thông tin về nguồn gốc xuất xứ, nhưng vì cả tin nên họ vẫn sử dụng. Cô thì cô đi chợ hàng ngày, cô mua hàng ngày, người ta mua như nào cô mua như vậy. Và về nhà ăn cũng thấy bình thường, không có vấn đề gì thì cô cứ mua thôi. Cô cũng mặc cả với bà đó bán hàng ấy, là vì cô thấy là cô hỏi là táo này là táo Trung Quốc à, nếu Trung Quốc là chị không mua đâu. Thì bà bán hàng nói với cô rằng là cái táo này là của Việt Nam, mà ở Sapa người ta đang trồng đầy đấy. Vậy là cô mua thôi. Để tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc xuất xứ của loại nông sản này, chúng tôi đã tiếp cận một số tiểu thương khác tại khu vực đường Nguyễn Xiển. Cá đâu của anh ạ? Trung Quốc. Vâng, nó là táo đá, nó biết là đang có cá nhưng mà của Trung Quốc. Theo ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, tiêu thụ các sản phẩm nhập khẩu không rõ xuất xứ, nhưng lại thông tin cho khách hàng là sản phẩm nội địa, rõ ràng là một hành vi vi phạm trực tiếp tới quyền lợi của người tiêu dùng. Đó là chưa kể đến những tác động tiêu cực tới sức khỏe và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong cộng đồng. Đầu tiên thì tôi cho rằng là cái sự kiểm soát mà thị trường của Việt Nam mình có vấn đề. Thì cái việc này ấy, thì chúng tôi nghĩ là nói về đối với người tiêu dùng thì rõ ràng là thiệt hại rất lớn. Đáng lẽ người ta mua hàng Việt Nam tin cẩn hơn, được kiểm soát chặt chẽ hơn thì lại mua phải hàng Trung Quốc. Không đúng với hàng Việt Nam và không ai kiểm soát về mặt chất lượng giá cả hơn. Thì đây là cái thiệt thòi lớn cho người tiêu dùng. Từ lâu nay, nông sản Trung Quốc vẫn là những mặt hàng được tiêu thụ mạnh tại thị trường nội địa. Nhưng theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nông sản và bảo vệ thực vật, do hàng hóa được nhập nhiều theo đường tiểu ngạch, nên công tác xác minh, lấy mẫu kiểm nghiệm đảm bảo tính an toàn cho các mặt hàng rau củ quả từ Trung Quốc là điều không hề dễ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức lễ tuyên dương 63 giáo viên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Tới dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 63 thầy cô giáo được tôn vinh thuộc 26 dân tộc thiểu số là những giáo viên đang trực tiếp giảng dạy cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa biên giới, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, có thành tích xuất sắc, được phụ huynh học sinh và nhân dân ghi nhận. Các thầy cô được tuyên dương sẽ được nhận bằng khen, biểu trưng của chương trình và một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Sự tôn vinh này là nguồn động lực để các thầy cô tiếp tục cống hiến, hoàn thành nhiệm vụ và thêm yêu, tận tâm với sứ mệnh gieo con chữ cho học sinh ở những nơi khó khăn của Tổ quốc. Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020-2021 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức. Theo báo cáo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, hiện cả nước có gần 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với gần 87.000 giảng viên giáo viên dạy nghề. Số nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ chiếm tỷ lệ cao trên 92%, trong đó 100% nhà giáo đạt chuẩn về trình độ đào tạo, khoảng 70% nhà giáo đạt chuẩn về kỹ năng nghề để giảng dạy thực hành tích hợp. Cơ cấu nhà giáo chia theo nhiệm vụ giảng dạy về cơ bản phù hợp với mục tiêu giáo dục nghề nghiệp là đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ nhà giáo chưa thật đồng đều ở địa phương, lĩnh vực.
nhất là nhà giáo ở vùng khó khăn miền núi. Vì vậy các đại biểu cho rằng cần coi công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo là nhiệm vụ cấp bách thời gian tới, đặc biệt xây dựng đội ngũ nhà giáo dạy các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế và khu vực ASEAN, khuyến khích nhà giáo tự học, tự nâng cao năng lực, nâng cao chất lượng giảng dạy. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, ngành giáo dục đào tạo đã chủ động tích cực triển khai các hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong trường học ở tất cả các cấp học, từ bậc mầm non đến đại học, nhằm góp phần giúp học sinh, sinh viên hình thành kỹ năng vận động, phát triển thể lực một cách toàn diện. Tuy nhiên, công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học hiện nay còn nhiều khó khăn bất cập, nên chất lượng vẫn chưa được như kỳ vọng. Thiếu nhà thể chất cũng như không gian rộng để phát triển các môn thể thao cũng là một thực tế của rất nhiều trường học tại Hà Nội hiện nay. Nhiều trường dù muốn kết hợp đưa nhiều môn thể thao đến với học sinh, nhưng do quỹ đất hạn chế nên cũng không thể thực hiện được. Theo các chuyên gia, giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường là nội dung quan trọng, góp phần rèn luyện thể lực cho học sinh, từ đó nâng cao tính tự giác, chủ động, rèn luyện, giúp các em đảm bảo sức khỏe cho hoạt động học tập và phát triển thể lực. Tuy nhiên, việc quan tâm đầu tư cho vấn đề này tại nhiều trường vẫn còn rất hạn chế. Hiện nay về cơ bản, thanh thiếu niên Việt Nam đã được đáp ứng đầy đủ chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, đủ dinh dưỡng cũng không có ý nghĩa gì nếu thanh niên lười vận động. Theo quy dẫn số Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là một trong 10 nước mà người dân lười vận động nhất thế giới. Vì vậy, công tác đổi mới môn giáo dục thể chất, từ đó truyền tình yêu thể thao đến học sinh, sinh viên là việc làm vô cùng cấp bách và quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, hiện cả nước có 86 đơn vị được Bộ Y tế cấp phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19, trong đó miền Bắc có 37 đơn vị. Tính đến giữa tháng 11, Bộ Y tế đã cấp phép cho 86 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19. Trong 86 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19, miền Bắc có 37 đơn vị, miền Trung có 8 đơn vị, Tây Nguyên 3 đơn vị và miền Nam 38 đơn vị. Thực hiện quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Mỹ Hào đã tích cực tiếp cận các doanh nghiệp, giải ngân nguồn vốn cho vay doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Mỹ Hào đã tiếp cận với trên 160 doanh nghiệp trên địa bàn, thông tin, hướng dẫn các thủ tục để triển khai giải ngân nguồn vốn. Trong đó, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đã giải ngân 165 triệu đồng cho doanh nghiệp đầu tiên là công ty may Hải Phong, có trên 100 lao động làm việc, trong đó có 28 lao động bị ngừng việc trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 trở lại đây. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sau khi nhận số tiền trên, công ty đã tiến hành chi trả lương trong thời gian ngừng việc cho 28 lao động trên. Hiện chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Mỹ Hào đang tích cực tiếp cận các doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện các thủ tục đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi để giải ngân kịp thời, hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cục phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế vừa tổ chức họp báo thông tin về tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2020 với chủ đề 30 ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam. Tháng hành động diễn ra từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 trên toàn quốc với nhiều sự kiện tuyên truyền để thông tin về tình hình dịch, tổng kết quá trình 30 năm đến với dịch HIV/AIDS tại Việt Nam và phổ biến chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh này vào năm 2030. Theo báo cáo, dịch HIV/AIDS trong cộng đồng tiếp tục thuyên giảm, nhưng diễn biến phức tạp, gia tăng ở một số nhóm nguy cơ cao như nam quan hệ đồng giới với nam và còn xa với mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS là giảm 1.000 người nhiễm một năm. Tuy nhiên, Việt Nam đã mở rộng và đa dạng dịch vụ xét nghiệm HIV, phát hiện gần 10.000 trường hợp HIV mới qua các xét nghiệm như xét nghiệm tại các cơ sở y tế, xét nghiệm dựa vào cộng đồng và tự xét nghiệm. Hiện có hơn 153.000 bệnh nhân đang điều trị ARV, hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Cục phòng chống HIV/AIDS cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động như phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm HIV/AIDS, tăng cường tham gia bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn.